Xin chào các bác nhé. Hôm nay một workshop sẽ giới thiệu các bác hai cái vòng. Một là vòng đốt trúc trầm hương tự nhiên, hai là vòng đốt trúc núi Huyền Long, hai cái đều là 10 ni. Thì đầu tiên là về cái thằng trầm hương, hai cái đều bọc vàng 18k bọc viền này. Đây là của hàng của một anh ở trên Hải Phòng. Anh ấy người miền Nam nhưng mà lại đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Nhưng có đặt hàng bên tôi. Đây các bác, cho các bác xem cận cảnh cái vòng trầm hương tự nhiên 10 ni này. Rất là thơm nhá. Hàng tự nhiên, hàng này không chìm nước đâu. Hàng này vớt vào nước là nó nổi, nhưng mà nó là hàng tự nhiên. Bây giờ kiếm được cái hàng chìm nước tự nhiên rất là khó, và hầu như là không có nữa rồi. Bây giờ chỉ kiếm được những cái hàng như này thôi. Không bao giờ có những cái hàng trầm hương tự nhiên chìm, vì bây giờ nó rất là ít, nó hiếm lắm. Nó rất là đẹp, vân dầu cũng như là cái dầu trong vòng trầm, cái trầm này rất là nhiều, rất là thơm nhá. Nó thơm sướng kiểu gì đấy. Ngày mà các bác nào mà khó ngủ ấy, các bác nào khó ngủ nên mua cái trầm hương này về, nó giúp cho mình dễ ngủ hơn, nó giảm stress căng thẳng. Mùi thơm của nó và cái độ phong thủy của nó cũng rất là cao, vì nó mọc ở trong rừng núi tự nhiên mà. Độ phong thủy, độ năng lượng từ trường ở trong cái vòng này rất là nhiều. Mình đeo nó có thể tốt cho sức khỏe, như là cái về với vấn đề phong thủy ấy. Rất là tốt. Và cái loại này rất là hiếm nhá. Thi thoảng lắm tôi mới mua được một lô thôi, không có nhiều đâu. Có 10, 12 ni và hạt tròn nữa. 10 ni đốt trúc, 10 ni, 12 ni hạt đốt trúc và hạt tròn. Hạt tròn thì các bác đặt bao nhiêu ni tùy theo cân nặng phù hợp, thì tôi sẽ tư vấn cho các bác xem cho nó phù hợp. Đây, cái hạt nhỏ này là hạt 8 ni này. Còn cái đường kính này là 10 ni. Đây, phi là 10 ni. Còn chiều dài của nó là 15. 15, 17 đấy. 15, 16 đấy. Để tôi sẽ đo. Chiều dài của nó là 15,8, 16. Còn đường kính của nó 10 này, 10,1 này. Đây này. Đường kính là 10,1 này. Đấy. Còn cái thằng này đường kính là 10, 10,3. Nói chung là nó 10, nó hàng thủ công mà. Sau này đường kính của nó, chiều dài của nó có 13 thôi. Nó làm ngắn hơn. Đấy, 13. Đây, đường kính hạt tròn ở trong này có 8 ni thôi. 8,43. Đấy. Nó là hàng thủ công nên không chính xác được 100% được. Nó chỉ tương đối vậy thôi. Đó, các bác nào muốn sở hữu một đôi vòng hay một trong hai chiếc vòng như này, có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi. Tôi sẽ tư vấn cho các bác phù hợp. Tôi sẽ cân đi nhá. Cân hai cái vòng lên xem nó như nào. Đây. Vòng này là 57,5 gram, nó rất là nặng nhỉ. Nhưng mà nó có cái này này, cái vàng này nên là 58 gram. Thì cái vòng này nó nặng hơn gấp đôi. Úi giời, 82 gram ạ. Nặng lắm. Cái vòng nu Huyền Long này gỗ nó nặng, và nó lại có vàng nữa, vào nó nặng, cái vòng đeo nó nặng lắm, cấm nó nặng. Đeo vào tay rất là đầm tay. Đây, tôi đeo nó xem. Rất là đẹp đúng không? Nhìn rất là sang trọng. Đây, vòng trầm hương này, tôi đeo nó xem. Vòng trầm này. Trầm hương thì nó chỉ thơm thôi. Còn vân nó không đẹp bằng thằng núi Huyết Long. Nhưng mà mỗi cái nó một cái hay riêng, sở trường riêng. Thằng Nguyễn Long này không thể thơm bằng thằng trầm được, nhưng mà về cái chất gỗ và cái vân nó đẹp hơn thằng trầm. Nha các bác nhé. Đó. Mỗi cái nó một cái hay riêng.
Thằng trầm vì sao nó đắt? Vì là nó hiếm hơn. Trầm thì nó rất là khó và mua giá vào nó rất là cao. Nghĩa là làm ra cái vòng này, giá nó đội lên cao. Tất nhiên là trầm thì nó mùi thơm của nó thì tuyệt vời rồi. Không thể nói làm gì, nó là số 1. Mùi thơm của nó là số 1 trong các loại gỗ thơm này. Nhất trầm, nhì, hoàng đàn, ba đến xưa và đến bách xanh, ngọc ảm, huyết long. Đó. Thì dòng huyết long này nó chỉ đẹp là cái tinh dầu và cái vân vân gỗ. Tinh dầu của nó thì không thể thơm quyến rũ như cái thằng trầm này được. Mỗi cái nó một cái hay riêng đó nhá. Đây là vòng để đây nơi nó mà bốc mùi nên rất là thơm này. Thi thoảng nó phảng phất qua mũi rất là dễ chịu. Sung sướng kiểu gì đâu. Một cặp rất là đẹp. Còn có gì chia sẻ với anh em nữa không nhỉ? Anh em cứ có gì mà thắc mắc thì cứ điện thoại hoặc là nhắn tin cho tôi trực tiếp để tôi có thể trả lời cho anh em nhé. Còn mà cái vấn đề mà vấn đề gì nhỉ? Nhiều vấn đề gì ta? Thôi, để clip sau nói vậy, chưa nghĩ ra.